Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình chia sẻ cho bạn tham gia một chương trình hay gấp Clem 100 tóc cần có ký hiệu là nóc từ dáng nóc bay nha các bạn. Hiện tại tóc cần này đang trong chương trình bán hàng VCL nè các bạn. Thì bán hàng VCL là một nóc bằng 0.002 gâu 1 thì đại N nè bạn. Hiện tại nó bán VCL gâu 2 thì với giá là 1 tục cần nóc bằng 0.0004 mà. Và bán phi sale dòng 3 là một nóc thì bằng 0.002 các bạn. Sau này nó sẽ list sàn trên banh KK Swap thì một nóc bằng 0.4 USDT cho một tục cần bán nóc. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy với phần link mô tả với video của mình cho bạn dán vào đi app các bạn. Các bạn copy cái link phần mô tả, ai kêu bạn copy con chắc làm cái gì? Mấy bạn nhân tin copy con chắc, mình có nói các bạn copy con chắc là để kiểm tra tao cần thôi nha. Tất cả các bạn tao cần nó có về là không thôi, rồi bấm vào connect nè, bằng chồng internet các bạn bấm kết nối nè. Rồi sau khi kết nối xong thì các bạn xuống đây bạn bấm vào IDOP nè các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí ga nha các bạn, cỡ khoảng 0.0006 BNB của khoảng 0.19 UDT. Bấm bấm chụp thận nè. Hiện tại trên Twitter minimum email minimum rồi. Thì mình qua trang PC scan check nha các bạn. Thì hiện tại tổng cung của con này khá là thấp luôn các bạn, có 300 triệu thuốc cần các bạn. 300 ngàn có 300 triệu tục cần tổng cung luôn ạ. Số tục phần 18 có 700 ngàn 794 order. Thì các bạn copy con chắc nó với phần link mô tả của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở với chút product của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn mở vào một chí nè, các bạn nhấp vào bao quanh cùng nè, các bạn dán con chắc của nó vào đó các bạn. Rồi nó đã về luôn rồi các bạn. Nó chưa về thì các bạn bấm vào một dán con chắc nè các bạn. Nếu không hiện ra thì bạn dán vào tự động thêm đồng tiền mã hóa, bạn dán con chắc của nó vào rồi. Tên và ký hiệu là mình nằm đây nè các bạn. Phan các bạn. Tên thì tôi cần nóc bay nè. Các bạn sao chép nè các bạn. Tên dán ký hiệu nó vào các bạn. Số tài phần là mấy ta? Số tài phần là 18 nha các bạn. Các bạn dán vào bấm nằm xong là xong rồi các bạn. Thì các bạn sẽ thấy hiện được 100 tốc cần nóc chỗ này nè các bạn. Thì sau này nó sẽ list sàn thì mình sẽ thông tin tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.